Chào mừng quý khách hàng đã quay trở lại với video Sài Gòn Door hôm nay ạ. Thì đến với video ngày hôm nay, Sài Gòn Door cũng thêm giới thiệu đến quý khách hàng đó là cái dòng cửa Sungyu. Đây là một dòng cửa giả cổ, nhựa giả cổ khá là đẹp và bắt mắt tinh tế. Thì đối với dòng cửa này nó sẽ có cấu tạo là từ bột gỗ và bột nhựa, nó sẽ tạo trộn lẫn với nhau ép thành một cái tấm như thế này và tạo ra những cái đường nét của cái cánh cửa. Thì giới thiệu đến quý khách hàng cái mẫu cửa Sungyu này á, thì nó sẽ là nó có những cái ưu điểm khá là vượt trội, ví dụ như là chống cong vê, chống nứt ghép gối hoặc và sử dụng là nó chống nước hoàn toàn, thì sử dụng khá là bền theo thời gian. Thì sau lưng thì đây thì cái mẫu này nó khá phù hợp với những cái căn phòng hoặc là gian nhà của chúng ta, hoặc là phòng vệ sinh, trong phòng, trong sở làm việc. Và điều đặc biệt cái màu mà mình đang giới thiệu đến với khách hàng thì đang được hiện tại các bạn trẻ rất là ưa chuộng, tại vì cái màu này thì nó dành cho những cái tuổi trẻ năng động, phù hợp với các căn nhà làm sáng, sang trọng cái căn phòng của mình. Thì đến với cái thời gian sản xuất của dòng cửa này khá là nhanh chóng, lắp đặt khá là thuận tiện, và thời gian của nó là đặc điểm của nó là mình có thể tạo cái mẫu phẳng hoặc là mẫu chỉ về pano tùy theo sở thích của mỗi khách hàng. Thì màu thì nó khá là đa dạng, nó có đa dạng màu mã để mình lựa chọn. Và video của Sài Gòn Door đến đây xin được phép kết thúc ạ. Xin chào và hẹn với khách hàng trong những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.